Tập 3. Chớp mắt mà nói đã lớn thế này rồi cơ đấy. Phải. Mới đó mà đã qua 10 năm rồi. Tôi cũng về rồi. Anh Mã, tôi mời anh một ly. Chúc mừng anh về nhà bình an thuận lợi. Nào. Không cần chúc mừng. Tôi vốn không làm gì sai cả. Tôi bị oan mà. Còn những người rõ ràng đã nhìn thấy mà cố tình không làm chứng cho tôi. Sự việc sớm muộn gì cũng được làm rõ thôi. Vụ này nặng phết đấy. Bốc quá. Tôi rót thêm cho anh nhé. Thằng con trai của tôi, nó đang là học trò của anh, nằm trong tay của anh rồi. Anh đừng khách sáo nhé. Nó mà làm sai cái gì, cần đánh cần mắng, anh cứ đánh mắng đi. Anh cứ dạy nó nghiêm vào. Đó là con trai của anh, không phải con trai của tôi. Dạy dỗ nó như thế nào là việc của người làm cha như anh. Dân anh nói phải. Thằng nhóc đó còn trẻ, không hiểu chuyện. Nó cứ tưởng rằng nó có bản lĩnh lắm, không biết trời cao đất dày. Anh Mã, tôi nói thật đấy, sau này nó có làm sai cái gì thì anh không cần nương tay với nó, cứ cho nó một trận. Con trai anh là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát, tính tình cứng rắn lắm. Tôi làm gì có bản lĩnh mà dạy nó. Mẹ ơi, Uông Tân sang làm với cha con rồi à? Là thế nào? Ý là nói làm học trò của cha con đó. Sao mẹ không nói cho con biết? Nói với con làm gì? Uông Tân là bạn cấp 2 của con, sao lại không thể nói với con? Được rồi, con mau ăn cơm đi. Mẹ không nói rõ cho con biết, con nuốt không trôi. Anh Mã, nhớ lại năm đó. Năm đó hai ta cùng làm chung trên một chuyến tàu. Bây giờ nhớ lại hồi đó mà cứ như mới hôm qua. Nhớ lại hồi đó, tôi thấy thú vị thật. Tôi quên mất là năm nào rồi. Lúc đó tự dưng trên tàu có một tên cướp, trong tay hắn còn cầm súng. Hắn bị ép nên chó cùng đứt dậu, lập tức giơ súng lên dí vào đầu của anh. Lúc đó tôi cũng chưa kịp nhìn rõ chuyện là thế nào, mới chớp mắt mà khẩu súng đó đã nằm trong tay anh rồi. Cái tên ấy thật là súng dí vào đầu thì dễ tránh. Chỉ sợ mũi tên bắn lén thì khó phòng bị thôi. Đúng rồi. Bây giờ anh không còn là trưởng tàu nữa, lên chức trưởng đoàn rồi. Trưởng đoàn gì đâu, phó thôi, phó đoàn. Thế cũng được coi là lãnh đạo cấp cao rồi. Lãnh đạo cấp cao gì chứ? Chẳng qua là đối vị trí công tác thôi, quản lý nhiều việc hơn trước đây một chút. Nói cho cùng vẫn là để phục vụ khách hàng tốt hơn thôi. Làm lãnh đạo có khác, ăn nói đâu ra đó. Anh Mã, anh nghe anh nói kìa. Anh thật là, anh nói câu đấy chẳng quá là chê bai tôi hay sao? Trưởng đoàn Uông, chúc anh lên chức cao nhé. Lên chức cao gì chứ? Anh yên tâm đi, thằng con của anh làm việc với tôi, anh cứ hết sức yên tâm nhé. Yên tâm đi. Tôi yên tâm mà. Chắc chắn là tôi yên tâm mà. Đã mang đến đây rồi, cầm về là cầm về thế nào? Không cần thật mà. Đoàn trưởng Uông, anh cũng biết tính anh Mã mà. Anh ấy không nhận là chắc chắn không nhận. Anh cũng đừng làm khó tôi. Cái này, thế này thì thành ra thế nào? Thế thôi được rồi. Còn nhiều dịp mà. Thôi tôi về nha. Từ từ thôi, từ từ. Từ từ đó. Không sao, không sao. Chỉ vào nhà đi. Dân dân.
Cha, Uông Tân là bạn cấp 2 của con, cha biết chứ? Biết thì sao? Uông Tân không chỉ thông minh mà còn vô cùng chính nghĩa. Hồi con đi học, ai bắt nạt đám con gái chúng con thì cậu ấy, được rồi, được rồi. Nói với cha mấy cái chuyện đó làm gì? Thì cha không hiểu về cậu ấy nên con đang giới thiệu cho cha biết. Không cần con giới thiệu, con mau đi học bài đi. Cha không thích nghe thì thôi. Mình làm gì vậy hả? Làm sao? Hiếm khi con gái đến nói chuyện với mình, sao mình lại đuổi nó đi? Bình thường chẳng bao giờ tâm sự với tôi. Mình xem vừa mới nhắc đến Uông Tân là liếng thoáng cái mồm, bực cả mình. Bao năm nay mình có ở nhà đâu? Lúc mình đi, nó được mấy tuổi nào? Nó xa cách mình là chuyện thường thôi mà. Mình phải quan tâm, yêu thương nó nhiều hơn. Để đến lúc thân thiết hơn rồi sao ổn thôi. Nói đi nói lại, đều là 10 năm này hại tôi. 10 năm. 10 năm đấy. Tố Phương, mình nói xem tại sao Uông Vĩnh Cách lại không chịu làm chứng cho tôi chứ? Năm đó rõ ràng anh ta đã nhìn thấy mà. Trưởng tàu, chết người rồi, cảnh sát giết người. Nói cái gì vậy? Anh im đi. Vì sao chứ? Anh ta bảo mình nhìn nhầm được còn gì. Làm sao mà tôi nhìn nhầm được? Năm đó rõ ràng anh ta có mặt ở hiện trường. Tôi lại nhìn nhầm hay sao? Chắc chắn tôi không nhìn nhầm. Mình làm gì vậy? Lại còn đứng trong chậu. Mình đứng thế nước tràn ra ngoài hết rồi. Nhìn nhầm mà. Tôi mà lại nhìn nhầm được à? Lau chân chưa? Lau rồi. Đổ nước đi chứ. Ngày mai đổ, giờ đổ ngay đi. Dân, cái bà này thật là không ai đổ. Chú Mã, Tiểu Diêu, chị. Chú Mã, cháu muốn nói chút chuyện với Uông Tân. Chuyện gì thế? Đây. Không cần, chị giữ lại mà ăn đi. Ăn hết rồi, trả hộp kẹo cho cậu thôi. Ơi, ăn hết rồi mà trả hộp cho tôi làm gì? Thế này, có tâm quá. Diêu về rồi đấy à? Tôi đợi cô mãi. Đợi tôi làm gì? Thì tôi bắt được con gà rừng đang nướng ở bãi đất kia kìa. Thì nướng đi. Không, tôi nướng cho cô mà. Tôi không ăn, anh tự ăn đi. Cô xem cô suốt ngày ăn mấy thứ này, trong mặt cô hốc hác cả rồi. Tôi còn mua ít táo nữa mà. Cô phải ăn thịt, bồi bổ cơ thể. Tôi không cần bồi bổ, anh tự bồi bổ cho mình đi. Không phải, tôi làm suốt cả buổi chiều chỉ đợi cô thôi. Tôi không muốn ăn, trời sắp tối rồi. Trời ạ, Diêu à, cô để mặt tôi chút được không? Làm gì đấy? Uông Tân, thì là anh đại lực bắt được con gà rừng đang nướng ngoài bãi đất kia kìa. Anh hơi bị được lúc đó, còn bắt được gà rừng cơ à? Có khó gì đâu. Tôi nói cho anh biết, ăn mảnh là sẽ bị đau bụng đấy. Âm mỉ đau rồi nè. Hay là ăn
cùng đi. Có được không? Được chứ. Vâng. Đợi tôi nhé. Đợi cậu đấy. Sao hả? Tay nghề nấu nướng được đấy. Tôi thấy giống món gà ăn bày. Tôi thấy đây đúng là gà ăn bày. Còn gói trong lá sen này. Không gọi là gà ăn bày thì đáng tiếc quá. Này Diêu. Diêu, cô ăn cái đùi gà này đi. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi, cái đùi to chưa này? Mau lên Uông Tân. Thế thì ngại lắm. Anh làm miếng đi anh. Toàn cái này, khách sáo gì chứ. Là lực nướng cho chúng ta ăn mà. Cậu không ăn là phụ lòng tốt của người ta đó. Tôi nướng cho cô đó. Nướng ngon lắm. Con gà này mềm thật. Không giống gà rừng. Không giống gà chạy bộ cho lắm. Thì đúng rồi. Gà không chắc thịt. Gì cơ? Chắc thịt. Chắc thịt à? À, nó là gà rừng già. Có tuổi rồi nên mất hết cơ rồi. Không thích đi bộ nữa rồi. Đúng, nó lười đi bộ. Chỉ nằm trong ổ thôi. Anh bắt nó bằng cái gì đấy? Dùng súng cao su bắn. Thế thì anh cũng thiện xạ đấy. Đúng không nào? Anh chịu khó bắt đi. Sau này tiết kiệm được phiếu thịt. Ăn cũng không chặn được miệng cậu mà. Đây là gà gì mà nhiều trứng thế? Tôi đã bảo mà, bình thường không bắt được gà rừng đâu. Gà có trứng là nó ít vận động nên tôi mới bắt được nó. Đây là gà có chữa. Gà có chữa à? Gà rừng có chữa. Gà rừng có chữa. Diêu à, cô hài hước hơn thằng Tân nhiều. Tôi làm gì có khiếu hài hước đâu. Chạm cốc cái nào. Đừng cho cậu ấy hết thế. Cô ăn cái cánh này đi. Anh nướng gà ngon lắm. Cơm thôi. Một hai ba bốn. Bốn ba hai một. Mất con vua trứng rồi. Vua trứng. Vua trứng. Vua trứng, mày đi đâu rồi? Ăn cơm thôi vua trứng. Vua trứng. Vua trứng đâu? Anh Ngô, mau dậy tìm xem. Vua trứng nhà mình biến mất rồi. Mới sáng sớm tình mơ mà đã nghe cái giọng của em oan oan rồi. Gì mà Mỹ hết cả lên. Vua trứng biến mất rồi, cô chê em. À Mỹ cái gì, chắc nó đi loanh quanh thôi mà. Gà què ăn quẩn cối xay. Lát nó lại về thôi. Không phải đâu, em gọi nãy giờ rồi. Đừng có làm ầm lên quá. Mọi người đang ngủ mà em cứ ầm ầm lên. Vua trứng. Vua trứng à. Vua trứng. Vua trứng. Chiều quá nên nhờn hả? Không nói em. Nói con gà. Tao đếm đến ba nha. Một. Hai. Ba. Sao? Chị dâu, sao chị còn nói vào lời em nữa? Không phải, vua trứng nhà em biến mất rồi. Chị xem vua trứng biến mất à? Vâng, sao lại thế được? Nó thích đi lung tung. Gà què ăn quẩn gói xay rồi nó lại về thôi. Không đâu, hôm qua nó còn ở đây mà. Thế thì tìm đi. Gọi đằng kia chưa? Vua trứng. Vua trứng. Vua trứng. Làm sao thế ạ? Uông Tân, nhà Quế Cầm mất gà rồi. Mất gà hả? Uông Tân à, vua trứng nhà chị mất rồi. Cậu có thấy hay không vậy? Vua trứng biến mất hay sao? Lần cuối cùng chị nhìn thấy con gà đó là lúc nào? Tầm 2 giờ chiều hôm qua. Chị cho nó ăn. Nó ăn cũng no lắm. Thế đã đẻ trứng chưa? Đẻ trứng rồi. Mấy hôm nay ngày nào cũng đẻ. Đẻ nhiều lắm. Có phải chiều qua hai người ra ngoài không? Phải, anh chỉ có ra ngoài. Hai anh chị đi xem phim ngoài rạp. Lúc về trời đã tối rồi. Ngưu đại lực. Ngưu đại lực. Bác sĩ Thẩm, nhà tôi mất con vua trứng rồi. Con gà đẻ trứng ấy. Mất con vua trứng à? Sao lại mất? Không biết, đang yên đang lành lại mất gà. Sao thế? Vua trứng biến mất rồi. Anh có nhìn thấy nó không? Thế à? Tôi không thấy. Chị dâu, chị đừng nóng vội. Chắc chắn là vua trứng đi lung tung đâu đấy thôi. Gà què ăn quẩn gói xay rồi nó lại về thôi. Đúng, chưa biết chừng nó sẽ tự về đấy. Sao mọi người đều nói câu đó? Cái gì mà gà què ăn quẩn? Vua trứng nhà tôi không què. Ai cũng khuyên tôi như vậy, đừng ngồ màu nữa. Thế này nhé, con gà nó không phải là con chó, cũng không phải đứa trẻ con.
Chị gọi nó cũng không ra đâu. Chúng ta phải đi tìm. Chưa biết chừng nó đang ở trong góc nào đó để trốn rồi. Đúng, đúng không? Thế đi tìm đi. Ra sân sau hay con hẻm xem nào. Đi tìm đi. Chia ra tìm đi. Sao lại trách tôi chứ? Tại anh đấy. Vua trứng. Vua trứng à. Vua trứng. Vua trứng. Vua trứng. Vua trứng. Vua trứng. Đừng có mà quá đáng nhé. Vua trứng. Vua trứng à. Vua trứng. Vua trứng. Cậu cứ bắt tôi đến đây làm gì chứ? Tôi đã bảo rồi, đấy là gà rừng, không phải là vua trứng nhà anh Ngô đâu mà. Uông Tân, Uông Tân à, Ngô Đại Lực đã nói rồi, đó là gà rừng. Thì chính là gà rừng. Tóm lại là anh ấy bắt được, đúng không? Đây là cái gì? Cái gì? Cái gì mà cái gì? Lông này có phải lông gà rừng đâu. Bảo sao thịt mềm thế. Đúng thật. Bảo sao gà không chắc thịt. Anh mau lên đi. Chủ động nhận lỗi đi. Hai cái đùi gà đều là cậu ăn mất đấy. Đấy là tại vì anh giấu tôi mà. Tôi làm sao biết được đó là vua trứng. Anh nói xem, sao anh có thể làm việc này chứ? Hàng xóm sát vách nhau, sao này anh còn biết? Nhìn mặt anh Ngô thế nào? Con gà đó như là con trai ruột của nhà anh ấy vậy. Vua trứng là gà mái, là con gái ruột. Đại khái là ý đó. Đã thành ra thế này rồi, cũng biết làm sao được. Tôi có cách. Đầu tiên, chỗ này của chúng ta là trên đỉnh núi, không hề dễ tìm. Tiếp nữa, dù sao chúng ta cũng đã ăn con gà vào bụng hết rồi, đúng không? Có ba chúng ta biết thôi. Ba chúng ta có chết cũng không thừa nhận. Sau đó đốt hết lông gà, còn vương trên đất đi, xóa sạch mọi dấu vết. Có là sao lúc hôm tới đây cũng không làm gì được? Chơi trò giấu trời qua biển hả? Tôi là cảnh sát đây, chỉ còn nghĩ cái gì nữa. Cách này khá nguy hiểm đấy. Thế làm sao bây giờ? Thế này đi, anh cầm tiền mua con gà mái trả cho người ta. Chỗ này không đủ đâu. Ơ hay, anh không định bỏ ra đồng nào đó hả? Diêu à, tôi trả cả phần của cô luôn. Tôi còn 3 hào. Đây là phần mà tôi ăn. Thế tôi cầm nhé. Ăn cơm thôi, nào. Mày ở đâu ra thế hả? Hỏi mày đó, mày ở đâu ra đấy? Quế Cầm, sao cô lại nói chuyện với con gà thế? Thím à, thím lại đây xem này. Sao lại có thêm một con gà thế này? Vua trứng về rồi à? Không phải vua trứng nhà tôi. Vua trứng nhà tôi đầu to hơn con này. Thế có khi là đi lung tung mấy ngày, bị đói nên gầy đi rồi. Không thể nào, vua trứng nhà tôi trông thế nào tôi lại còn không biết. Đây là... Anh Ngô, nóng lắm đấy chứ. Anh thử xem, nếu nóng quá tôi thêm ít nước lạnh cho. Được rồi, vừa dặn. Ủ mưu gì đấy? Tôi có ủ mưu gì đâu. Rót nước cho anh là ủ mưu đó hả? Không phải, anh Ngô à. Sáng nay tôi nghe chị nhà mình kêu ca là xảy ra chuyện gì thế? Không có gì đâu, nhà của tôi mất con gà. Nhưng được trả lại rồi. Trả lại rồi hay sao? Thế là tốt mà. Tốt cái gì? Đó không phải là vua trứng, còn gầy hơn nữa. Còn có chuyện này hay sao? Tôi nghĩ chắc chắn là tên trộm gà sợ rồi. Một là khu nhà mình có cảnh sát. Thứ hai, mọi người đều biết tính tôi như thế nào mà. Chắc chắn là đang sợ rồi. Thế chứ tính anh, thì anh định xử lý vụ này thế nào? Xử lý gì chứ? Mất con gà thôi mà. Kệ đi, không quan tâm. Này, rót cho tôi thêm ít nước.
Hôm nay sao thế nhỉ? Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Con to thì một con nhỏ thì hai con. Đừng chen, mọi người đừng chen lấn nữa. Còn chen lấn nữa là sạp cá nhà tôi lệnh luôn đó. Bà Yến, mua cá hả? Đông người xếp hàng thế. Cậu cười gì vậy? Cậu học hành thế nào rồi? Đều là chữ Hán cả, chữ nào cũng biết, nhưng ghép thành câu thì chả hiểu gì cả. Nhưng mà hồi còn đi học, cậu học giỏi mà, thì đại học chắc không thành vấn đề đâu. Học giỏi thì có ích gì đâu. Mấy năm nay toàn đi muối dưa. Đúng đúng đúng. Bây giờ tôi là học trò của cha cậu. Tôi biết. Về nhà, cha của cậu nói gì về tôi không? Không bảo gì cả. Không bảo gì á. Tôi đi nhé. Tôi nghe nói cha của tôi khiến cho cậu trật khớp cổ tay luôn hả? Tin đồn, hoàn toàn là tin đồn thôi. Hơi bầm tím chút thôi, khỏi lâu rồi. Thế là vẫn bị thương còn gì? Thế là tại tôi không chú ý. Tôi mà chú ý thì chưa biết ai bị thương đâu. Không, ý của tôi nói là nếu tôi mà để ý thì không bị thương được, không có gì to tát hết đâu. Xin lỗi nha. Tôi thay mặt cha của tôi xin lỗi cậu. Chú ấy là người cũ, tôi là người mới. Tôi ấy à, chỉ là cục bột trong tay chú ấy thôi. Chú ấy muốn nặng thế nào thì nặng. Cha của tôi lại bắt nạt cậu hả? Không có. Nếu cha của tôi bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với tôi. Tôi mà đi nhờ con gái người ta chống lưng cho thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu cậu thật sự muốn nói thì cậu nói với chú ấy là có cây kim trong cục bột đó. Cẩn thận, tôi đâm chú ấy chảy máu đầy tay. Gì mà máu me ghê dữ vậy? Đùa ấy mà. Hai chúng tôi thân nhau lắm. Thế mà cậu còn đâm vào tay của cha tôi. Nếu chú ấy mà bắt nạt tôi thì tôi đâm chú ấy. Cậu cứ mạnh miệng đi. Tay của cha tôi như cái kìm vậy. Kim đâm không thủng, dao chặt không đứt. Cậu để ý vào đó. Được. Uông Tân. Chị Linh, đi đâu đấy? Tôi đến thư viện mượn sách. Sách gì? Sherlock Holmes. Chị còn thích đọc cái này hả? Nhà tôi còn có một quyển đấy. Thế à? Tập mấy đấy? Tập 1. Tôi không mượn được tập 1 đây. Khi nào cho tôi mượn đọc nhé? Được. Đây là bạn học cấp 2 của tôi, Mã Yến, con gái của chú Mã Khôi. Đây là phát thanh viên của tàu chúng tôi, Diêu Ngọc Linh. Chào đồng chí Diêu Ngọc Linh. Chào cô. Có phải chúng ta đang gặp ở đâu rồi không? Tôi trông cô quen mắt lắm. Cô ấy làm việc ở cửa hàng quốc doanh số 1. Thế thì tôi biết rồi. Đồng chí trẻ bán dưa muối phải không? Cũng không chỉ bán dưa muối. Tôi đã bảo trông quen lắm mà. Sau này tôi lại đến chỗ cô mua đồ muối. Cô cân cho tôi nhiều vào nha. Về rồi à? Mặt xị ra thế kia. Ai gây sự với con thế? Hồ ly tinh. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra hồ ly tinh chứ? Gặp ai vậy? Có phải cha của con lại bắt nạt Uông Tân không? Chuyện của họ con đừng có nhúng tay vào. Nhưng mà Uông Tân là bạn học của con. Cha con bắt nạt cậu ấy mà truyền tới tai các bạn học khác thì cứ như kiểu con có thù với Uông Tân ấy. Con đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Yến à, về mày cũng sẽ nói với cha con. Con không tài nào hiểu nổi. Uông Tân mới bao nhiêu tuổi đâu, bắt nạt người ta làm gì không biết. Sư phụ dạy bảo đồ đệ, giống như giáo viên phê bình con vậy đó. Nó đâu gọi là bắt nạt. Được rồi. Cá tươi phết nhỉ. Trưa nay nấu món ngon cho con nhé. Có phải nhà mình có bọ chét không? Làm tôi ngứa hết cả người. Mình gãi cái gì chứ? Lấy đâu ra bọ chét? Tóm lại là khó chịu khắp mình mẩy. Mình có bị cắn thì cũng đáng đời mình. Ai bảo ông đi bắt nạt người ta? Sao tôi lại đáng đời bị cắn? Tôi bắt nạt ai? Con gái mình không vui rồi đó. Uông Tân nó còn nhỏ. Sao mình nghiêm khắc với người ta quá vậy? Không không không. Uông Tân nói như vậy hả? Ai nói không quan trọng. Tôi biết là thầy nghiêm, thì trò mới giỏi. Nhưng mà dẫu sao thì Tiểu Uông cũng là bạn học của cái Yến. Mình để mặt chút đi. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có nhúng tay vào.
Thiệt tình tôi lại trẻ con đó hả? Không nói mình, tôi nói Mã Yến. Mẹ con bà không hiểu chuyện công việc đâu. Thế mình xen vào làm gì? Tôi không hiểu chuyện công việc, nhưng mà có những lời tôi vẫn muốn nói với mình. Mình nói đi. Mình có biết những năm mình vắng nhà, cái Yến hay bị bắt nạt ở trường lắm không? Mấy đứa trẻ còn lỡ nhở, mà chơi xấu thì thật sự rất phiền. Toàn nhờ có Ôn Tân cùng đi học cùng đang học, giống như là anh trai ruột của nó vậy. Nói ra thì mình còn phải cảm ơn Tiểu Ôn đấy. Được rồi, thôi đi ngủ đi. Không nói nữa, không nói nữa. Ngủ đi, ngủ đi. Không nói nữa, đi ngủ đi. Ôi mẹ ơi, làm sao đây? Sao lại chết hết thế này? Sao đấy, sao đấy? Ôi trời ơi, thím xem này, chết hết rồi, chết hết mất rồi, chết hết rồi. Chết hết rồi à? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, sao chúng mày lại chết hết rồi? Chết hết rồi. Quế Cầm à, cô hãy nén bi thương. Cô đừng có buồn quá. Em biết sống làm sao đây, sống sao đây. Quế Cầm, cô đừng có buồn đó. Hay là chúng ta chia ra nhé. Không được, gà không biết vì sao lại chết, ai mà dám ăn. Làm sao đây? Các đồng chí, cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là để cho mọi người thảo luận về chuyện án mạng của mấy con gà nhà anh Ngô. Đừng gào. Anh xem vợ anh Ngô sốt ruột đến mức nào rồi kìa. Chuyện này rất kỳ lạ có phải hay không? Có người đã lấy trộm gà mấy gà, rồi lại trả lại một con. Chuyện này đúng là chưa nghe nói qua bao giờ phải không? Động cơ gì cơ chứ? Đúng đấy, động cơ gì cơ chứ? Tôi nghĩ đây là một vụ giết di tình. Mọi người xem nhé, con gà trống nhà đấy vẫn thích vua trứng. Vua trứng thì đi lạc mất còn gì. Nó rất buồn bực nên quyết định mổ chết hết tất cả gà, sau đó tự tử di tình. Đây chính là điên đầu di tình. Nói thế thì có thể ăn gà được nhỉ? Tôi đã bảo có thể chia ra mà. Gà mắc bệnh dịch không ăn được đâu. Mẹ, mẹ cậu phân tích đúng đấy. Đúng gì mà đúng? Thế sau đó lại có thêm một con gà thì sao? Giải thích thế nào? Tôi đen đuổi quá đi mất thôi. Không còn gà, cũng chẳng còn trứng, còn chẳng được uống canh. Em đừng có gào khóc ở đây. Không nói được câu nào ra hồn cả. Đừng khóc nữa. À thì anh để em nói mấy câu. Ừ, nói đi. À, tôi nói mấy câu nhé. Với tư cách là nạn nhân, tâm trạng của tôi hơi khác với mọi người. Việc của nhà mình mà. Lúc con vua trứng nhà chúng tôi vừa bị lạc mất thì tôi cũng chẳng để bụng gì đâu. Tôi nghĩ là chắc có lẽ là đi lạc thôi. Với lại bao năm nay, đúng là nó đẻ trứng cũng mệt thật. Có lúc một ngày đẻ 2-3 quả, tâm trạng không vui. Tôi đoán là đi ra ngoài chơi cùng với con gà trống nào rồi, cũng nên đấy chứ. Nói linh tinh gì thế, em đừng lên tiếng. Nhưng bây giờ thì sao nào? Bây giờ tính chất khác đi rồi. Chính là tên trộm này rất tàn độc, đúng không nào? Hắn trả lại cho tôi một con gà rù, diệt môn hết toàn bộ gà nhà tôi. Thế này là tính chất gì? Đây không phải mất gà mà là mất mặt. Đây là đang tuyên chiến với toàn bộ khu tập thể chúng ta chứ gì nữa. Đúng, vậy nên phải điều tra việc này. Đúng đấy, phải điều tra. Thế cho nên bắt buộc phải điều tra đến cùng. Bắt buộc phải điều tra đến cùng. Uông Tân là cảnh sát còn gì? Ai điều tra? Uông Tân. À thì thân là cảnh sát, nhất định phải điều tra đến cùng. Phải. Đúng. Tên trộm gà này phải bị trừng trị. Cái tên này quá xấu xa, cặn bã, cái thứ gì không biết. Bắt lại. Tôi hỗ trợ đồng chí Uông Tân phá án. Bắt được thì xử hắn. Xử. Không chỉ thế, mọi người đều hỗ trợ điều tra việc này nhé. Chúng ta cố gắng sớm làm sáng tỏ. Mọi người về nghĩ lại xem có manh mối gì không. Có manh mối gì thì nói sao với tôi nhé.
Được rồi, thế nhé. Kìa, đừng. Gì nhỉ, Còn chưa làm ra ngô ra khoai mà đã tan hợp rồi hay sao? Anh nói thêm mấy câu, đi. Tôi bổ sung thêm một điểm nữa. Là thế này, nếu vẫn không tìm được thì mọi người góp phần gom cho nhà cậu Ngô một ổ gà khác nhé. Được rồi, cảm ơn nhé. Tan hợp đi. Kìa, hợp vậy đó. Hợp cái kiểu gì đây? Em xem tình người. Tình người nóng lạnh quá. Lạnh buốt. Em lạnh buốt. Em tự kiểm điểm đi. Lạnh buốt. Vẫn chưa hiểu ra. Anh kiếm gà gì mà hại chết hết của người ta vậy? Tôi đâu có biết con gà đó là gà rù chứ. Giá lại có tí tiền thế mua được con gà đã khá lắm rồi. Làm sao đây? Chúng tưởng là có thể che giấu được. Giờ thì hay rồi, lại chết thêm 4 con nữa. Làm sao đây? Dùng cái đầu to bự của anh nghĩ xem. Anh nhiều ý tưởng dữ lắm mà. Tôi hết tiền rồi. Tôi cũng cháy túi luôn rồi. Anh nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có túi, trong túi có tiền hả? Anh em tốt à. Gì nhỉ? Chúng tôi cảm ơn cậu. Tôi đúng là đáng đời. Coi như tôi xui xẻo. Ban đầu chỉ có 5 con gà, giờ lại có thêm 5 con nữa, tổng cộng 10 con. Quế Cầm, cô lời rồi. Tôi lời gì chứ, chị xem đi, toàn là gà con thôi. Thế này thì có dùng làm gì đâu, vẫn đỡ hơn là không có. Kẻ trộm gà không giống tới báo thù nhỉ. Các chị nói xem, mất công thế để làm gì chứ. Thôi đừng nói gì nữa. Cô xem lũ gà con, đói kêu gào được kìa, mau cho chúng ăn đi. Được, em còn phải cho túi bún gạo vào đó. Sung Lâm, các bạn hành khách ơi, mọi người đi tàu cũng mệt cả rồi. Mấy người chúng tôi hát một đoạn cho mọi người có được không? Được, hát một bài đi. Được, hát đoạn nào? Thì gì nhỉ? Vậy tôi hát một bài nhé. Hát một bài. Hát kiểu đối đáp hai người. Ngồi hát, đâu đâu cũng có người thân. Hay. Ánh mặt trời rực rỡ. Soi sáng núi sông. Biên cương phía Bắc gian nan nhiều chuyện vui. Tiếng còi hụ dài vang rầm trời. Tàu hỏa xình xịt. Hát bài ngợi ca. Có hay không? Hay. Có muốn nghe nữa không? Muốn. Thêm một đoạn nữa nhé. Hát một đoạn nhé. Hát đoạn đôi vợ chồng trẻ về lại mặt. Đôi vợ chồng trẻ à? Hai chúng ta giống như là đôi vợ chồng già ấy chứ. Được, vậy thì hát một đoạn nhé. Hát nào. Bà xem cái mũ của tôi này. Bà xem nó còn mới nguyên đấy. Cái ông này chuẩn bị đầy đủ quá ha. Đúng. Hát nào. Bắt đầu. Tháng giêng năm hết Tết đến. Mùng 3, mùng 4 tháng giêng, cơ quan cho nghỉ lễ năm. Xin nhường đường, hai chúng tôi về lại mặt đây. Đang làm gì đây? Mọi người náo nhiệt thật đấy. Gọi anh ấy một tiếng. Anh qua đây nào. Có chút việc. Anh nhìn bên ngoài kia, không có ngọn gió nào. Hai chúng mình ôm con sang chơi nhà. Mọi người chú ý. Để ý trong kỹ đồ đạc và ví tiền của mình nha. Có hay không? Mọi người chú ý nhé. Hay,
trong kỹ đồ đạc và ví tiền của mình đó. Hay, hay lắm. Giọng cậu to, hô hào đi. Giọng cháu có to bằng chú đâu. Mọi người trong kỹ đồ đạc của mình nha. Hay, đừng chỉ để ý nghe hát kịch. Tôi hát thêm một bài lập chuyển trong kỹ đồ đạc của mình đó. Hay, hay quá. Mà xem cái mũ của tôi này. Mọi người ơi, mọi người trong kỹ đồ đạc của mình, kiểm tra hành lý của mình đi nha. Cầm lấy đồ, cầm lấy đồ nhé. Túi của tôi đâu? Tiền của tôi cũng mất rồi. Tiền của tôi mất rồi. Tiền của tôi mất rồi. Anh có nhìn thấy ví tiền của tôi không? Lại dở trò này. Nghĩa là sao ạ? Bọn ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Đây là trò qua mắt. Không thấy ví tiền đâu. Bọn họ ăn cắp à? Còn phải hỏi hay sao? Cậu làm gì đấy? Cậu làm gì vậy? Cậu quay lại đây cho tôi. Về đây. Ga Cát Bình. Chạy đi đâu? Chạy này. Anh làm cái gì vậy? Ngoan ngoãn đi. Anh làm cái gì vậy? Chạy làm gì? Anh làm cái gì vậy? Anh trột dạ cái gì? Cái đồ béo ú này. Này, mắc mớ gì anh cộng tôi? Tôi phạm vào tội gì? Tự anh làm gì trên tàu mà anh còn không biết hay sao? Đồng bọn đâu? Đám đồng bọn hát đối đáp hai người đâu? Đồng bọn? Bây giờ không còn là đồng bọn nữa, toàn là đồng chí thôi. Ba qua nữa đi. Đồ ăn trộm đâu rồi? Đồng chí ở đây nè. Đến rồi hay sao? Sao thế đồng chí cảnh sát? Anh đang làm gì vậy? Lại còn tự nợp mình nữa. Ngồi xổm ôm đầu. Mắc mớ gì chứ? Anh bảo chúng tôi ngồi xổm là chúng tôi phải ngồi sao? Thế thì tôi là con rùa chắc. Mấy người các anh trộm cắp ở trên tàu, tôi đã nắm được bằng chứng rồi. Ngoan ngoãn thì tôi về đồn. Nhanh lên. Anh có chứng cứ gì không? Ai là mất đồ? Mất gì? Đồ ở đâu? Đây, tra lục soát hết đi. Đây đây, anh lục soát đi. Anh lục soát đi. Về anh giáo với tôi hả? Về đồn từ từ lục soát. Đi. Anh khoan đã, mắc mớ gì chứ? Nếu anh mà dám đánh tôi thì tính chất khác đi đấy. Tôi tự đập tôi. Rồi nói là anh đập tôi. Đúng. Hai chúng tôi là nhân chứng. Lại còn ăn giả tôi. Nào, anh đập đi. Anh đập tôi xem nào. Đập anh tàn phế thì tôi nuôi anh. Anh đập đi. Đồng chí cảnh sát, bắt trộm phải có tang vật, bắt gian phải bắt cả đôi. Anh nói xem, anh chẳng có chứng cứ gì hết. Chúng tôi ăn trộm của ai? Trộm của nam hay trộm của nữ? Chẳng có gì hết mà. Mau mau thả chúng tôi ra đi. Với lại mấy người chúng tôi biểu diễn vài tiết mục ở trong toa tàu là để làm phong phú cuộc sống văn hóa của quần chúng, đồng thời cũng làm nóng bầu không khí trên tàu. Đáng lẽ anh phải tuyên dương chúng tôi mới phải. Chúng tôi phạm vào tội gì nào? Anh là người mới chứ gì? Đi cửa sau vào đấy à? Thôi thả ra đi. Lạnh ngắt cứng nhắc. Sớm muộn gì cũng phải thả thôi à. Sao có thể để Ung Tân xuống tàu một mình cơ chứ? Bọn chúng đông người như thế, Ung Tân một thân một mình, nhớ đâu có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Anh làm sao thế? Lại không nói gì à? Cậu ta cứ như con thỏ, về một cái đã tót ra ngoài luôn. Tôi hét lên bảo cậu ta đừng đuổi theo, nhưng cậu ta không nghe. Anh bảo tôi biết làm sao đây? Cậu ta là lính của anh, cậu ta không nghe lời anh, là do anh dạy bảo không nghiêm, anh thất trách. Được. Vậy thì cứ để đơn vị phạt tôi đi. Ơ kìa, tôi cũng sốt ruột thôi. Tôi ăn nói nóng nảy, anh đừng có để bụng nha. Làm gì thế không biết.
chỉ nhìn việc chứ không nhìn người. Tôi hiểu. Về rồi hay sao? Về rồi. Đừng treo quần áo của mình lên nữa, phải giặt đi thôi. Bộ quần áo này không cần giặt suốt đâu. Giặt nhiều nó cũng không đứng dáng. Sao lại không cần giặt chứ? Mình xem bộ quần áo này của mình, đứng dáng thì còn đứng dáng đấy, sắp đứng được dưới đất luôn rồi. Mình xem, tôi đã bảo không cần giặt là không cần giặt. Sao mình cứ không chịu nghe? Tôi nói cần giặt là cần giặt, sao mình cứ không chịu nghe lời? Quần áo của tôi thì phải nghe tôi. Mình còn là người của tôi đó, phải nghe tôi. Được rồi, nghe mình. Đúng là bó tay với mình. Mình nhìn mình đi, nói chứ mình làm cái gì vậy? Vừa về đã nổi nóng đùng đùng, còn không phải do thằng ốc con kia gây ra hay sao? Đi nào, vào trong phòng rồi nói. Tiểu Uông lại làm sao thế? Làm sao? Không chịu nghe lời tôi, tự ý xuống tàu đuổi theo nghi phạm, hại tôi bị mắng cho một trận trước mặt lãnh đạo. Mình lại làm sao đấy? Làm sao? Không phải là giống hệt mình hồi còn trẻ sao? Tôi hồi còn trẻ tôi thế nào? Chẳng thế còn gì. Mình thì không làm mấy chuyện đó chắc. Mình quên hết rồi hay sao? Chồng cho thầy của mình tức nổ phổi, lật tung cả nóc nhà lên ấy chứ. Được rồi, được rồi. Sao lại nói sang tôi chứ? Đúng thật là.